5 lĩnh vực hùng mạnh giúp Việt Nam vượt Trung Quốc trong 10 năm tới. Liệu Made in Việt Nam có đủ sức thay thế Made in China để đưa Việt Nam trở thành công xưởng mới của thế giới? Đó là câu hỏi được đặt ra trong một bài viết gây chú ý trên trang tin Sohu của Trung Quốc. Bài viết phân tích về tiềm năng phát triển của Việt Nam, dự đoán rằng chỉ trong vòng 10 năm tới, Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua Trung Quốc ở một số lĩnh vực. Trước khi bắt đầu video, đừng quên nhấn like, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nếu video hay, bình luận số 1, còn nếu không hay, hãy bình luận số 2. Cảm ơn các bạn. Sohu dẫn chứng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong 5 năm gần đây, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, có thời điểm, thậm chí vượt qua cả Trung Quốc. Bài viết nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của ngành sản xuất Việt Nam với thương hiệu Made in Việt Nam ngày càng phổ biến trên toàn cầu. Bài viết trên Sohu, bên cạnh việc phân tích tiềm năng của Việt Nam, còn đặt ra câu hỏi liệu Việt Nam có thể vượt qua Trung Quốc trong tương lai. Dù thận trọng chưa đưa ra kết luận, Sohu cho rằng quy mô nhỏ không đồng nghĩa với việc thiếu đi tiềm năng bứt phá. Bằng chứng là Việt Nam đang sở hữu những ngành kinh tế phát triển năng động với lợi thế cạnh tranh riêng, hứa hẹn tạo nên bước đột phá trong tương lai. Trên trường quốc tế, mỗi quốc gia đều nỗ lực tìm kiếm con đường phát triển riêng để vươn lên thịnh vượng, không bị bỏ lại trong cuộc đua ngày càng khốc liệt. Điều này được thể hiện rõ nét qua câu chuyện hóa rồng của Trung Quốc. Chỉ trong vòng 70 năm, từ một quốc gia chìm trong suy thoái sau khi thành lập, Trung Quốc đã vụt sáng, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhờ sự nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội, tinh thần dám nghĩ dám làm và sự đoàn kết của cả hệ thống cùng với người dân trong công cuộc đổi mới và cải cách toàn diện. Việt Nam đang từng bước viết lại câu chuyện của chính mình, chuyển mình mạnh mẽ từ hình ảnh một quốc gia kém phát triển thành một điểm sáng đầy triển vọng trên bản đồ kinh tế thế giới. Không còn là đất nước nghèo nàn, lạc hậu như những nhận định trước đây, Việt Nam ngày nay đang vươn lên mạnh mẽ, từng bước khẳng định tiềm năng và vị thế của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất khẩu. Nhiều chuyên gia quốc tế thậm chí dự đoán Việt Nam hoàn toàn có khả năng trở thành công xưởng mới của thế giới, thậm chí vượt qua cả Trung Quốc trong một số lĩnh vực. Đặc biệt, trong những năm gần đây, sự phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu đã thu hút sự chú ý của giới chuyên môn. Nhiều ý kiến thậm chí cho rằng Việt Nam hoàn toàn có khả năng xoán ngôi Trung Quốc, trở thành công xưởng mới của thế giới. Liệu dự đoán này có trở thành hiện thực? Đầu tiên là sự chuyển đổi của đất nước. Tên đầy đủ của Việt Nam là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nằm ở khu vực Đông Nam Á, tiếp giáp với Trung Quốc, Campuchia và Lào. Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa đặc sắc. Hành trình đi đến độc lập, thống nhất đất nước vào năm 1975 đã trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ. Tuy nhiên, sau khi thống nhất, Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức mới, đặc biệt là nền kinh tế kiệt quệ sau chiến tranh và đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Trong khoảng 20 đến 30 năm tiếp theo, sự phục hồi kinh tế diễn ra chậm chạp do tác động của chiến tranh và những hạn chế trong hoạt động quản lý, điều hành kinh tế. Bước ngoặt phát triển của Việt Nam được đánh dấu bởi việc chính thức thiết lập thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2001. Chỉ trong vòng 10 năm, nền kinh tế Việt Nam đã gặt hái được những thành tựu đáng khích lệ, trở thành một trong những nền kinh tế đầy tiềm năng trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2021. Bài học thành công của Việt Nam chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc học hỏi kinh nghiệm quản lý kinh tế hiệu quả từ các quốc gia khác với việc phát huy nội lực và lợi thế riêng có của mình. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu ngày nay, việc bế quan tỏa cảng chỉ khiến các quốc gia trở nên tụt hậu. Ngược lại, sự cởi mở, trao đổi và hợp tác chính là chìa khóa mở ra cơ hội phát triển thịnh vượng. Các tập đoàn đa quốc gia, với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, luôn tìm kiếm những thị trường tiềm năng với chi phí thấp. Họ đổ vốn đầu tư vào những quốc gia có dân số đông, thị trường tiêu thụ lớn hoặc nguồn lao động giá rẻ. Điều này, vô hình chung, tạo điều kiện thuận lợi để các quốc gia đang phát triển, như Việt Nam, thu hút nguồn vốn đầu tư, công nghệ hiện đại và nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế. Trung Quốc đã tận dụng thành công bài toán dân số và chi phí nhân công để thu hút đầu tư nước ngoài, tạo nên cú hích cho nền kinh tế. Hàng loạt công ty nước ngoài đã rót vốn vào các đặc khu kinh tế ven biển, góp phần giải quyết bài toán việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và đẩy mạnh chuyển giao công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, thời kỳ hoàng kim ấy của Trung Quốc đang dần khép lại. Khi mức sống và thu nhập của người dân được cải thiện, kéo theo đó là chi phí nhân công tăng lên, lợi thế cạnh tranh về giá của Trung Quốc không còn được như trước. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài, đứng trước áp lực lợi nhuận, đã quyết định dịch chuyển sản xuất sang những quốc gia khác với chi phí thấp hơn. Làn sóng dịch chuyển này, vô hình chung, lại mở ra cơ hội phát triển mới cho các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành điểm nóng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Sở hữu diện tích hơn 300.000 km² và dân số đạt mốc 100 triệu người, trong đó lực lượng lao động trẻ chiếm hơn 40 triệu người, Việt Nam đang có lợi thế vượt trội về nguồn nhân lực dồi dào, trẻ trung và đầy khát khao cống hiến. Bên cạnh đó, trình độ học vấn và khả năng tiếp thu nhanh nhạy của người lao động Việt Nam cũng ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường lao động quốc tế. Yếu tố này, cộng với những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đã biến Việt Nam thành công xưởng mới của thế giới, hứa hẹn một giai đoạn phát triển kinh tế đầy bứt phá. Giờ đây, Việt Nam đang trên đà trở thành điểm sáng trên bản đồ kinh tế thế giới, gạt bỏ hình ảnh một quốc gia kém phát triển trong quá khứ. Chìa khóa cho sự lột xác ngoạn mục này chính là những nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong việc đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Việc gia nhập các tổ chức thế giới, cải thiện quan hệ ngoại giao, tích cực ký kết các hiệp định thương mại tự do đã giúp Việt Nam tạo dựng được một môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thu hút dòng vốn từ khắp nơi trên thế giới. Made in Việt Nam không chỉ thay thế Made in China mà còn đang trở thành thương hiệu uy tín, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ sản xuất toàn cầu. Nhiều chuyên gia thậm chí dự đoán Việt Nam sẽ vượt qua Ấn Độ để trở thành điểm đến hấp dẫn nhất cho các nhà đầu tư. Liệu Việt Nam có thực sự xoán ngôi Trung Quốc, trở thành công xưởng mới của thế giới? Năm ngoái, Việt Nam đã thu hút được lượng vốn đầu tư kỷ lục, lên tới 36 tỷ đô la Mỹ, vượt qua cả Trung Quốc. Tổng vốn đầu tư tích lũy kể từ năm 1995 đạt gần 500 tỷ đô la Mỹ với 125 quốc gia và vùng lãnh thổ đang có cơ sở sản xuất tại đây. Sự phát triển đầy tiềm năng của Việt Nam khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu Việt Nam có thể trở thành công xưởng mới của thế giới, thay thế cho Trung Quốc, quốc gia đang chuyển dần sang mô hình nền kinh tế tiêu dùng. Dù cơ hội rất lớn, Việt Nam vẫn cần nỗ lực nhiều hơn nữa để biến tiềm năng thành hiện thực. Việt Nam đang cho thấy tiềm năng lớn trong việc trở thành cứ điểm sản xuất công nghệ cao mới của thế giới. Bằng chứng là nhiều ông lớn công nghệ đã và đang đầu tư mạnh vào Việt Nam. Samsung đã xây dựng cơ sở sản xuất điện thoại lớn nhất tại đây, trong khi Apple cũng đang thiết lập cơ sở sản xuất iPad và AirPods. Sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ càng thúc đẩy xu hướng này, khiến các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và châu Âu như Intel, ZTE và Foxconn đều đang tăng cường đầu tư và chuyển dịch cơ sở nghiên cứu, sản xuất vào Việt Nam. Đáng chú ý, các doanh nghiệp công nghệ trong nước cũng đang vươn lên mạnh mẽ. FPT, CMC và Viettel đã đạt được những thành công đầu tiên trong lĩnh vực bán dẫn, cho thấy khả năng tham gia chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu của Việt Nam ngày càng lớn. Công nghiệp hóa đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, gợi nhắc hình ảnh Trung Quốc 10 năm về trước. Nền kinh tế tăng trưởng ấn tượng, cả về quy mô và chất lượng, hứa hẹn duy trì đà tăng trưởng trong 10 năm tới. Nhiều ý kiến cho rằng, Việt Nam có thể vượt qua Trung Quốc trong tương lai. Tuy nhiên, nhận định này cần được xem xét kỹ lưỡng. Xét về quy mô kinh tế và thu nhập bình quân đầu người, việc Việt Nam vượt mặt Trung Quốc trong 10 năm tới là một bài toán khó. Tuy nhiên, với tiềm năng hiện có và những chính sách phát triển phù hợp, Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một tương lai thịnh vượng, sánh ngang với các cường quốc kinh tế trên thế giới. Theo một số chuyên gia, câu trả lời là có, nếu Việt Nam biết lựa chọn những lĩnh vực cụ thể để tập trung phát triển thế mạnh. Công nghệ thông tin là một ví dụ điển hình. Việt Nam sở hữu đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin trẻ, năng động, với hơn 1 triệu người, hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực như phát triển phần mềm, game, ứng dụng âm nhạc điện tử. Nhiều công ty do chính những người trẻ Việt Nam thành lập đã gặt hái được những thành công đáng nể chỉ sau 3 năm hoạt động, góp phần đưa Việt Nam vào top 4 quốc gia sản xuất game di động hàng đầu thế giới. Bên cạnh công nghệ thông tin, ngành viễn thông cũng được xem là lĩnh vực mà Việt Nam có thể vượt lên Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc là một ông lớn trong lĩnh vực này, nhưng do tính chất đặc thù liên quan đến an ninh thông tin, ngành viễn thông Trung Quốc luôn bị Mỹ và các đồng minh giám sát chặt chẽ. Điều này khiến cho các doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh mạng 5 giờ của họ vẫn chưa được Mỹ và châu Âu công nhận. Trong cuộc đua giành vị thế trên trường quốc tế, Việt Nam không chỉ tập trung phát triển nền kinh tế nói chung, mà còn nhắm đến những lĩnh vực cụ thể để tạo nên sự khác biệt. Ngành viễn thông là một ví dụ điển hình. Không bị soi quá nhiều như Trung Quốc, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam, cả thuộc sở hữu nhà nước như VNPT hay thuộc quân đội như Viettel, đều có cơ hội tiếp cận và phát triển mạnh mẽ trên thị trường thế giới. Bên cạnh đó, Việt Nam còn được xem là một cường quốc mới nổi trong lĩnh vực công nghệ blockchain với nhiều sản phẩm như tiền điện tử, trò chơi, ví điện tử được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu. Kinh tế số cũng là một điểm sáng khác, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến. Hình thức thanh toán trực tiếp qua tài khoản ngân hàng
đã và đang phát triển rất mạnh mẽ tại Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dùng. Mặc dù vẫn còn nhiều hạn chế so với Trung Quốc, song với những thành công đạt được trong các lĩnh vực trên, Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Việc vượt mặt Trung Quốc về mặt tổng thể là điều khó có thể xảy ra trong tương lai gần. Tuy nhiên, bằng cách tập trung phát triển những thế mạnh riêng có, Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin bước vào sân chơi toàn cầu và khẳng định vị thế của mình. Đến đây thì video ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi, hãy để lại cảm nghĩ của bạn dưới phần bình luận nhé. Nếu thấy video hay, hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Và cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật nút chuông bên cạnh để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.